Đúng vậy, cảnh sát tìm hiểu được thông tin rằng có vài tên tội phạm sắp trốn khỏi nước bằng máy bay. Đen đuổi làm sao, không ai biết diện mạo của chúng hay nhóm tội phạm đó có bao nhiêu người. Người ta đã tạm giữ 4 người đàn ông bị tình nghi và khám xét vali của họ. Liệu bạn có tìm xem ai là người vô tội không? Tại sao tên đầu trọc cần dầu gội nhỉ? Người mù cần đèn pin làm gì? Mang theo kem đánh răng mà không có bàn chải ư? Có vẻ người đàn ông bên trái là người duy nhất không phải là tội phạm. Anh đã mời bạn bè đến nhà mình chơi trong vòng một tuần. Các bạn trẻ đã có vô vàn niềm vui. Một ngày trước khi họ về nhà, một cơn bão khủng khiếp bắt đầu. Trời đổ mưa như trước. Gió mạnh làm cây ngã xuống. Vì thế, đường dây điện bị đứt và gây nên tình trạng mất điện khắp khu vực. Sáng hôm sau, thời tiết đã khá hơn. Nhưng anh phát hiện ra rằng chiếc nhẫn đính kim cương yêu thích mà bà ngoại để lại cho cô từ nhiều năm trước đã bị mất. Cô ấy mời tất cả bạn bè đến phòng khách. Tớ không tìm được một vật rất quan trọng với tớ. Các cậu có thể cho tớ biết hôm qua mọi người đã làm gì được không? Megan trả lời cô ấy dành gần như cả ngày chỉ để đọc sách trong phòng. Waller nói tớ tập guitar điện trong nhà để xe. Mary nói với Anne rằng cô ấy còn chẳng biết chiếc nhẫn ấy trông như thế nào. Anh biết ngay ai là kẻ trộm, liệu bạn có thể tìm ra thủ phạm hay không? Cả khu vực đã bị cúp điện, vì thế Waller không thể chơi guitar điện được. Ngoài ra thì anh cũng không hề nói vật quan trọng đó là một chiếc nhẫn. Vậy làm sao Mary biết điều đó? Waller và Mary đã thông đồng để trộm chiếc nhẫn cùng nhau. Một viên quản lý của cửa hàng trang sức đã gọi cảnh sát. Cứu! Anh ấy hét lên. Cửa hàng của tôi đã bị cướp. Khi đến nơi, các cảnh sát không thấy người đàn ông đâu. Đột nhiên, họ nghe thấy ai đó đập cửa. Ban đầu, họ không nhìn thấy cánh cửa này vì nó bị khuất trong góc. Khi mở khóa, họ nhìn thấy một người đàn ông. Đó chính là người quản lý. Có người nhốt tôi vào đây. Chắc chắn đó là một nhân viên bán hàng. Các cảnh sát yêu cầu người đàn ông gọi điện cho nhân viên của mình để thẩm vấn họ. Chờ chút, tôi không tìm thấy điện thoại của mình. À, đây rồi. Nhân viên quản lý chưa kịp bấm số thì đã bị cảnh sát bắt giữ. Tại sao lại vậy? Nếu bị nhốt trong phòng trong khi điện thoại nằm trên quầy, làm sao ông ta có thể gọi cho cảnh sát được? Trinh sát Thomas David đang bước đi trên phố vào một buổi tối mùa đông thì bỗng nhìn thấy một người đeo mặt nạ đen đang lẻn qua cửa sổ của một ngôi nhà. Hắn xách theo hai chiếc túi lớn. Trinh sát nhận ra đó là một tên trộm. Anh chạy theo kẻ lạ mặt, nhưng hắn đã rẽ qua góc đường và biến mất. Thomas biết tên tội phạm đang ẩn nấp trong một ngôi nhà ở đây, nhưng đó là nhà nào? Không thể là ngôi nhà bên trái được, có quá nhiều người bên trong. Không có dấu chân trên tuyết dẫn đến ngôi nhà bên phải. Điều này có nghĩa là không có ai ở trong ngôi nhà này đã từ lâu. Vậy nên câu trả lời là ngôi nhà nằm ở giữa. Gần đêm, Nathan lẻn ra khỏi nhà để gặp bạn gái. Chàng thanh niên cứ nghĩ rằng mình là người cực kỳ cẩn thận và âm thầm. Nhưng cả gia đình đều biết về kế hoạch của cậu. Họ biết anh chàng sẽ trở về vào lúc nửa đêm và đã cá cược với nhau. Ai nhìn thấy Nathan đầu tiên trong lúc anh chàng leo qua hàng rào sẽ là người chiến thắng. Và người thắng cuộc sẽ không phải làm việc nhà trong vòng một tuần. Để không ngủ quên, bố của Nathan đã bật tivi lên. Ông của chàng thanh niên ngồi đọc sách trong phòng khách. Bà và bếp làm bánh pizza. Con mẹ của Nathan về phòng, ngồi xuống sàn và bắt đầu thiền. Ai sẽ là người đầu tiên phát hiện ra Nathan khi cậu mò về? Mẹ của Nathan, đôi mắt của cô sẽ quen với bóng tối và có thể nhìn rõ hơn những người khác.
Một gia đình với hai đứa con tuổi teen đi nghỉ mát trên bờ biển. Họ ở trong một ngôi nhà gỗ nhỏ ngay trên bãi biển. Ban đầu mọi thứ đều tuyệt vời, nhưng sau 2 ngày cậu con trai Úc mất tích. Cảnh sát có 4 nghi phạm. Họ mời gia đình của anh chàng đến quan sát 4 đối tượng. Biết đâu họ lại nhận ra ai đó. Mẹ của anh chàng tin đồn rằng cô là robot. Bạn có thể tìm ra sai sót trên menu không? Họ nhầm lựu thành thịt. Bồi bàn mang đồ ăn tới cho họ. Sen rời bàn để rửa tay và quay lại đó sau 2 phút. Bạn có thể tìm được 5 điểm khác biệt không? Đây này. Nina trượt chân và ngã xuống sàn. Giờ cô cần thay thế bộ phận bị hỏng càng sớm càng tốt. Stan đưa cô tới phòng thí nghiệm bí mật. Họ phải nhập mã 3 số để mở cửa. Anh bắt đầu tìm manh mối và phát hiện ra vài gợi ý viết trên tường. Nhưng số cuối đã bị xóa. Bạn có thể giúp họ phá được mật mã không? Số cuối chính là số giao điểm của các đường thẳng. Vậy, số cuối là 4. Họ mở được cửa và đi vào một tiền sảnh rộng rãi. Trên tường có dòng ghi chú rằng phòng thí nghiệm ở đằng sau cửa tím. Bạn có thể giúp họ tìm ra cánh cửa tím không? Cửa đầu tiên là cửa gỗ. Nhưng nó có một dòng chữ và mũi tên nói rằng cửa màu tím ở bên phải. Cửa thứ hai có màu xanh và đỏ nên nó không đúng. Chúng ta nhìn kỹ cửa thứ ba một chút nhé. Có màu tím nằm dưới lớp sơn vàng. Vì vậy hai người nên chọn cánh cửa này. Nina tổ chức tiệc tại nhà cô và mời Stan. Anh chàng nhận được một tin nhắn nặng danh rằng có một vị khách là người sói. Bạn biết là ai không? Cô nàng đầu tiên có móng tay rất dài, còn anh chàng thứ hai có chòm râu khá xồm xoàm. Nhưng thế vẫn là bình thường, vậy hãy quan sát quý cô thứ ba nhé. Cô đang che đi đôi mắt màu hổ phách của sói đằng sau cặp kính râm xịn sò của mình. Stan gặp ba đầu bếp đang chuẩn bị những món ăn ngon lành trong bếp. Một người trong số đó là tội phạm. Bạn biết là ai không? Là cô nàng thứ ba. Cô đang thêm mảnh kính vào đồ ăn. Stan gọi cảnh sát và họ đã bắt giữ đầu bếp thứ ba. Cô nói rằng một trong số những vị khách đã hối lộ cô. Hắn tên John. Hắn nhờ cô cho thủy tinh vào đồ ăn của Stan. Nhưng tại bữa tiệc có đến ba John. Vị cảnh sát hỏi họ chỉ một câu mà thôi. Anh quen Stan như thế nào? John một nói, tôi là tỷ phú. Tôi sẽ không trả lời nếu không có mặt luật sư của tôi. John 2 nói, tôi đến đây để gặp Nina vì cô ấy là crush của tôi. Tôi chưa gặp Stan bao giờ. Và John 3 nói, Stan và tôi học chung trường đại học. Lâu rồi tôi không thấy anh ấy, nhưng hôm nay chúng tôi tình cờ gặp nhau. Ai nói dối? Là John 1, anh ta mặc áo Gucci giả, nên hẳn là anh ta không phải tỷ phú. Ngày hôm sau, Stan thức dậy ở một tầng hầm đầy bụi bẩn. Một giọng nói đáng sợ lên tiếng rằng Stan có thể đi qua một trong ba cánh cửa. Sau cánh cửa thứ nhất là một bể chứa cá sấu. Một khu rừng đầy thú hoang đang ẩn nấp sau cánh cửa thứ hai. Và sau cửa thứ ba là một con cá voi xanh khổng lồ. Nó có thể dễ dàng nuốt chửng một người trưởng thành. Cửa nào an toàn nhất? Stan nên chọn cửa thứ ba.
Cá voi không thể sống nếu thiếu nước, vì vậy nó không phải một mối đe dọa. Stan trở về văn phòng và phát hiện ra rằng có người đã trộm mất bộ đồ siêu anh hùng đắt nhất trong phòng thí nghiệm. Chỉ ba người biết về hiện vật này và có chìa khóa là Mia, Billy và Rose. Stan chất vấn cả ba. Mia nói rằng hôm qua tôi rất mệt nên đã về nhà từ sớm. Bill nói, tôi khóa cửa văn phòng lúc 10 giờ tối và mang theo chìa khóa. Rose trả lời, tôi đã thực hiện thí nghiệm với bộ đồ vào buổi chiều. Sau đó tôi đã khóa cửa và rời đi. Ai đã đánh cắp bộ trang phục? Mia, cô đang mặc bộ đồ siêu nhân bên dưới lớp quần áo thường. Stan đưa ra một lời đề nghị với Mia rằng nếu tôi ghi được cân nặng chính xác của cô lên giấy thì cô phải trả bộ trang phục lại. Mia đồng ý và đưa Stan một mẩu giấy và một cây bút. Một phút sau, cô đã trả lại món đồ nọ. Stan đã làm thế nào? Stan đã làm đúng điều mà anh nói. Anh viết dòng chữ cân nặng chính xác của cô lên tờ giấy. Stan cần người đầu tư cho công ty của mình. Vì vậy anh gặp ba người. Mỗi người lại đưa ra một đề nghị khác nhau với Stan. Mallory nói, tôi từng có siêu sức mạnh khi còn nhỏ, nhưng tôi không phát triển nó. Giờ tôi đã già và giàu nên tôi muốn đầu tư vào phòng thí nghiệm của anh để giúp những người giống tôi. Cherry nói, bố mẹ để lại cho tôi cả tỷ đô, tôi muốn đầu tư vào những dự án cấp tiến. Còn Alfred nói rằng, nghe này, tôi có thể giúp. Bạn đã sẵn sàng cho cuộc hành trình thám tử mới chưa? Thế thì thắt dây an toàn vào và đi thôi. Mary đang dạo mát trong công viên thì phát hiện một chú mèo con đang đói. Cô quyết định chia sẻ bữa ăn nhẹ của mình với con vật. Thật không may, có một dòng suối giữa cô ấy và con mèo. Cô ngồi xổm xuống để thu hút sự chú ý của con mèo và cho nó ăn. Con vật đến cạnh cô ấy ngay lập tức. Không có cây cầu bắc qua suối cả, thế mà con mèo vẫn không bị ướt. Sao lại thế được? Sự việc xảy ra vào mùa đông và dòng chảy đó đã đóng băng. Trong hồ có một đám bông súng. Mỗi ngày, bụi hoa tăng gấp đôi kích thước. Nếu phải mất 48 ngày để bụi hoa bao phủ toàn bộ hồ, vậy sẽ mất bao lâu để bụi hoa bao phủ một nửa hồ? Đám súng tăng gấp đôi kích thước mỗi ngày. Vì vậy, vào ngày thứ 47, đám súng sẽ có kích thước bằng một nửa so với ngày thứ 48. Bạn đang ở một nơi được gọi là thế giới của Bobby. Và chỉ có một luật duy nhất ở đó. Có một tấm gương, nhưng không có ảnh phản chiếu. Có bánh pizza với phô mai, nhưng không có giam bông. Có tiêu, nhưng không có muối. Có một cánh cửa, nhưng không có lối vào hay lối ra. Vật trong thế giới kỳ lạ này là gì? Mọi thứ trong thế giới của Bobby đều phải có ít nhất hai nguyên âm trong tên của nó. Kenneth đói ngấu. Anh ấy tìm thấy một quán bánh mì kẹp thịt ngon và mua một cái. Sau khi người phục vụ mang món ra, Kenneth đi vào phòng tắm để rửa tay. Nhưng khi quay lại, chiếc burger của anh đã biến mất. Anh chàng nhìn quanh quán ăn và hiểu ai đã lấy bữa trưa của mình. Bạn có đoán ra không? Đó là người phụ nữ với một con chó ngồi dưới chân và đang hít hít kia kìa. Nếu cô ấy chỉ uống cà phê, đó là điều cô ấy đang giả vờ làm. Con chó sẽ không quan tâm đến cô ấy làm gì. Hãy nhìn hai anh chàng này nhé. Một người to và vạm vỡ, còn người kia thì thấp và gầy. Họ đang ở trong một quán cà phê uống món giống hệt nhau. Người thấp hơn nốc cạn ly của mình trong một lần và bỏ đi. Người kia chậm rãi nhấp một ngụm rượu. Sau đó anh ta ngã xuống sàn và được đưa đến bệnh viện. Bạn có thể giải thích tại sao điều đó lại xảy ra nếu họ uống cùng một món không?
Đồ uống có chứa đá viên tẩm độc. Người đàn ông thưởng thức đồ uống của mình đã cho đá thời gian để tan chảy và giải phóng chất độc, trong khi người đàn ông kia thì không. Một quốc vương Ả Rập nọ nói với hai người con trai của mình rằng họ phải đua lạc đà đến một thành phố xa xôi để xem ai sẽ thừa kế tài sản của ông. Người có con lạc đà đến cuối cùng sẽ thắng. Sau khi lang thang không mục đích trong nhiều ngày, hai anh em đã xin lời khuyên của một nhà thông thái. Sau khi nghe ý kiến của ngài, họ nhảy lên lưng lạc đà và chạy thật nhanh đến đích. Người đàn ông đã nói gì với họ? Nhà thông thái bảo họ đổi lạc đà cho nhau. Hãy nhìn hai anh chàng này nhé. Họ mặc quần áo giống nhau, cả hai đều cầm cốc cà phê. Và nhìn chung, có vẻ hoàn toàn ổn. Nhưng một trong số họ là người sói cải trang. Ai nhỉ? Nhìn vào anh chàng bên phải nhé. Có những vết lạ trên vành cốc của anh ấy. Chúng có phải do răng nanh của anh để lại không? Ngoài ra, đồng tử của anh ấy hơi dài ra nữa. Và có một thiết kế hình dấu chân trên chiếc túi nhựa mà anh ấy đang cầm. Đó có phải là một cửa hàng đặc biệt cho người sói không? Một doanh nhân giàu có biến mất khỏi văn phòng của mình. Thứ duy nhất anh để lại là một mảnh giấy ghi các số June, tháng 6, April, tháng 4, September, tháng 9, October, tháng 10, November, tháng 11 và một cuốn lịch. Cảnh sát có 5 kẻ tình nghi, tất cả đều là người quen của doanh nhân ấy. James, Kevin, Carol, Jason và Laura. Ai biết điều gì đó về sự biến mất này? Jason, các con số có nghĩa là các tháng trong năm trong tiếng Anh và những chữ cái đầu tiên của những tháng này tạo thành tên của anh ấy. J-A-S-O-N. Một du khách đang sôi máu tại sân bay tuyên bố những thứ trong hành lý của anh ta đã biến mất. Khi tôi lấy vali, nó trống rỗng. Tôi muốn được bồi thường cho những gì đã mất. Sau khi kiểm tra thông tin của hành khách, an ninh sân bay phát hiện ra rằng anh ta thực sự đã rời London với một chiếc vali nặng. Và bây giờ, chiếc túi của anh ấy trống rỗng và hơi ướt. Tình huống này thật đáng ngờ. Bạn có biết chuyện gì đã xảy ra không? Hành khách này rời London với một vali đầy đá. Trong chuyến bay, băng tan và người đàn ông yêu cầu bồi thường cho đồ đạc bị mất. Lươn lẹo quá. Matthew mua một chiếc điện thoại thông minh mới và một chiếc ốp luôn. Anh ấy đã trả $510. Điện thoại có giá cao hơn $500 so với ốp. Matthew đã trả bao nhiêu tiền cho chiếc điện thoại? Anh ấy đã trả $505. Đêm qua vào ngày rằm, một số người dân đã biến mất trong thành phố. Người dân địa phương tin rằng kẻ bắt cóc là một người sói và bạn được mời điều tra vụ án này. Có 3 nghi phạm, Jack, Levi và Luke. Nhưng tất cả bọn họ đều có chứng cứ ngoại phạm. Jack đang đi dạo với bạn gái gần sông. Levi đang chọn một chiếc nhẫn bạc cho mình trong trung tâm mua sắm. Và Luke, một người bảo vệ bảo tàng, đã có một cái ở đó. Họ tìm thấy một mảnh giấy có một con số viết tay trên đó, nhưng không thống nhất được con số đó là gì. Newton nói là 6 giờ và Curie nói là 9 giờ. Ai đúng? Bạn có thấy dấu chấm nhỏ xíu này ở đây không? Điều đó chỉ có thể có nghĩa là số 9 thôi. Vì vậy, Curie đã đúng. Khu vực dãy núi sương mù của Vương quốc Andolia đã bị chiếm giữ bởi con rồng hung ác nhất. Nhà vua gọi hiệp sĩ Samuel lên đường để đánh bại nó và lấy lại toàn bộ số vàng mà nó đã cướp của người dân. Vì vậy, hiệp sĩ Samuel đã lên ngựa và đến vùng núi sau một hành trình dài. Khi con rồng nhìn thấy anh ta, nó nói nếu hiệp sĩ Samuel đoán đúng cả 3 câu đố của nó,
nó sẽ để lại những ngọn núi cũng như tất cả số vàng. Câu đầu tiên là: làn da của tôi mềm mại và mỏng manh. Tôi thì lớn lên trong bùn. Tôi vừa nguy hiểm vừa xinh đẹp. Nếu không cẩn thận, tôi sẽ khiến bạn túa máu. Tôi là ai? Đó là cái gai nhọn. Người thông minh đấy, hiệp sĩ Samuel. Con rồng nói: đây là câu đố thứ hai của ta. Tôi là một chiếc hộp chứa khóa mà không có ổ, nhưng chúng có thể mở khóa tâm hồn bạn. Tôi là ai? Câu trả lời là đàn piano. Thì bản nhạc có khóa son đồ đó. Ta chỉ còn một câu đố cuối này thôi, nhưng hãy hết sức cẩn thận. Nếu không trả lời đúng, vương quốc này sẽ là của ta. Khi vào rừng bạn gặp tôi, bạn ghét tôi, thế mà lại muốn tìm tôi. Bạn mang tôi về nhà vì bạn không thể tìm thấy tôi. Tôi là gì? Câu trả lời là một miếng dằm. Annie để quên máy tính trong phòng ký túc, nhưng cô ấy cần gấp máy tính để nộp bài tập. Mẹ cô ấy có một chiếc máy tính xách tay trong phòng làm việc, nhưng nó có mã bảo vệ. Tuy nhiên, cô ấy có thể dễ dàng tìm ra mật khẩu ấy. Cô ấy đã làm như thế nào? Nhìn kỹ tủ sách bên trong phòng nhé. Vài cuốn sách có các chữ cái thay vì tiêu đề của chúng trên nhãn bên. Cuốn sách này có chữ A, cuốn này có chữ N. Chữ N khác ở đây. Có chữ Y trên nhãn cuốn sách này. Và cuốn này có chữ E. Vì vậy, mật khẩu là Annie. Giáo sư Guillermo là hiệu trưởng của học viện siêu anh hùng. Ông cũng chịu trách nhiệm tổ chức các kỳ thi để chọn sinh viên mới cho học viện. Chỉ còn lại 3 học sinh vượt qua được phần cuối cùng của kỳ thi năm nay. Để vượt qua nó, tất cả họ cần phải cho giáo sư Guillermo thấy sức mạnh đặc biệt của mình. Học sinh đầu tiên có thể trở nên vô hình. Học sinh thứ hai có thể làm cho đồ vật bay. Và học sinh thứ ba có thể uốn cong kim loại bằng tâm trí của cô ấy. Tuy nhiên, giáo sư Guillermo nhận ra rằng một trong số họ là kẻ mạo danh. Là ai ta? Hãy quan sát kỹ đối tượng mà học sinh thứ hai đang cho bay lên. Bạn có thấy nút bật tắt nhỏ ở đây không? Điều đó có nghĩa là nó thật ra là một thiết bị công nghệ nào đó có thể tự bay. Vì vậy, anh ta là kẻ mạo danh. Jane đang thi đấu trong chương trình Ai là tỷ phú, và cô ấy chỉ còn cách giải thưởng tỷ đô một câu hỏi nữa thôi. Câu hỏi là: đúng là tôi mang đến sự sôi động và tôi lượn quanh các vì sao, nhưng tôi vẫn rất sân si và bạn sẽ tìm thấy tôi sau song sắt. Tôi là gì? Đó là chữ S. Dylan chuẩn bị mua ô tô mới. Người bán hàng đưa ra cho anh 3 lựa chọn. Anh ấy nên chọn cái nào? Hãy nhìn vào cửa bên của chiếc xe đầu tiên. Sơn ở đây bị sứt mẻ. Thật không khôn ngoan khi lấy một chiếc xe đã bị hư hỏng. Vành lốp bên trái của chiếc xe thứ 3 đã bị nứt. Chiếc này cũng xin là vĩnh biệt. Vì vậy, anh ấy nên lấy chiếc xe thứ hai. Catherine có 4 cô con gái, và mỗi cô con gái đều có một anh trai. Catherine có tất cả bao nhiêu đứa con? Mỗi người con gái có một và cùng một người anh trai, vì vậy cô ấy có 5 đứa con. Rachel và Ashley là bạn thân, nhưng một trong số họ đang sống ở Nhật Bản và người kia ở Hoa Kỳ. Thám tử Smith được điều đến một ngôi nhà để điều tra một vụ trộm nọ. Ông Brooke tuyên bố rằng ai đó đã đột nhập vào chỗ ở của mình và lấy cắp chiếc đồng hồ đắt tiền của ông. Khi thám tử đến, anh thấy rằng cửa trước đã mở và có những dấu chân đầy bùn dẫn đến phòng khách. Anh cũng nhận thấy có một ít bùn trên cầu thang nữa. Sau khi tìm kiếm khắp nhà, thám tử Smith nhanh chóng tìm ra kẻ trộm là ai.
Anh đi lên lầu và bắt con trai của ông Brooke. Tại sao anh lại làm thế? Vị thám tử nhận thấy rằng không có dấu chân nào dẫn ra khỏi nhà cả. Điều này cho thấy tên trộm vẫn còn ở bên trong. Bốn người bạn ra ngoài ăn trưa. Hãy nhìn vào hình ảnh và thử đoán xem ai là người giàu nhất nhé. Đó là bạn bên phải. Người đầu tiên có iPhone giả. Rõ ràng là không giàu rồi. Người bên cạnh thì mang đôi giày bị rách. Điều đó có nghĩa là cô ấy không thể mua đôi mới. Người bạn thứ ba có một chiếc ví rỗng. Chắc hẳn cô ấy sẽ nhờ một người bạn nào đó thanh toán một phần hóa đơn cho mình. Và người thứ tư có nhiều thẻ đen quá trời. Tài phiệt thứ thiệt à nha. Freddy đến lâu đài gần nhà để trả lại chú mèo bị lạc. Anh được một ông già chào đón và mời vào nhà. Nhưng khi anh bước vào trong, ông lão biến thành một pháp sư độc ác, nhốt Freddy bên trong lâu đài. Sau đó, pháp sư độc ác nói: "Nếu ngươi hoàn thành 3 nhiệm vụ mà ta giao cho, ta sẽ cho ngươi về nhà. Nếu không, ngươi sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi. Đây là nhiệm vụ đầu tiên. Giúp ta tìm kính của mình trong đống rau này. Bạn có thể giúp Freddy không?" Chúng đây rồi, ngay bên cạnh quả bí ngô này. Đối với nhiệm vụ tiếp theo, Freddy phải pha chế một loại thuốc và các thành phần phải được thêm vào theo đúng thứ tự. Pháp sư đưa cho Freddy một tờ giấy có ghi công thức. Bạn có thể giúp Freddy làm loại thuốc này không? Bạn phải làm theo màu sắc của vạc ấy. Vì vậy, trước hết, bạn cần thêm kari. Như vậy thuốc sẽ chuyển sang màu vàng. Sau đó, bạn thêm một ít việt quất và nó sẽ chuyển sang màu xanh. Và cuối cùng, thêm một ít cà chua để nước dùng có màu nâu. Giỏi quá Freddy ơi! Nhiệm vụ thứ ba của Freddy là tìm một cuốn sách trong căn phòng bừa bộn này. Bạn có làm được không? Nó đang ngồi ngay đằng sau đèn sàn kia kìa. Chúc mừng nhé, bạn giải phóng được Freddy rồi. Thứ ba, Sam và Peter đến một nhà hàng ăn tối. Sau khi ăn xong, hóa đơn đã được thanh toán. Nhưng Sam và Peter đã không phải trả tiền. Vậy, ai đã thanh toán cho họ? Bạn của họ, thứ ba ấy, bất ngờ ghê à. Atlas tỉnh dậy trên gác mái của một ngôi nhà bỏ hoang. Anh cố gắng tìm cách ra khỏi nhà, nhưng tất cả những gì anh có thể tìm thấy là một căn phòng có 3 cánh cửa. Mỗi cánh cửa ẩn chứa một mối nguy hiểm khác nhau. Các cửa sổ và sàn phía sau cánh cửa đầu tiên được làm hoàn toàn bằng kính lúp. Điều đó có nghĩa là ánh sáng mặt trời có thể sẽ thiêu đốt anh ta nếu bước vào. Cánh cửa thứ hai che giấu một căn phòng đầy khí độc. Và đằng sau cánh cửa thứ ba, có một con sư tử đói. Atlas phải làm gì để trốn thoát? Anh ta nên đợi cho đến khi trời tối và sử dụng cửa số 1. Sydney nói với mẹ rằng đội thể dục dụng cụ của cô sẽ đến trại thể thao vào cuối tuần. Cô ấy nhờ mẹ giúp chuẩn bị hành lý cho chuyến đi. Mẹ cô đã gói ghém mọi thứ mà bà nghĩ con gái mình sẽ cần. Khi Sydney trở về, cô ấy đã kể cho mẹ nghe tất tần tật về chuyến đi. Nhưng đâu đó trong cuộc trò chuyện, cô đã hỏi mẹ tại sao lại không bỏ bàn chải đánh răng vào hành lý. Người mẹ ngay lập tức biết rằng Sydney nói dối về việc cô đã thực sự đi đâu vào cuối tuần đó. Sao lại thế?
bởi vì mẹ của Sydney có gói theo bàn chải đánh răng, nhưng bà đã đặt nó dưới bộ quần áo thể dục dụng cụ của Sydney. Nếu Sydney thực sự đến trại thể thao, cô ấy sẽ phải dùng quần áo và sẽ tìm thấy bàn chải đánh răng. Kimberly phát hiện ra ba chiếc túi trong một căn gác cũ cùng với một tờ giấy nhắn. Khi chú nói rằng có $1,000,000 bên trong một trong các túi, nó cũng nói rằng hai túi khác trống rỗng. Cô chỉ có một cơ hội để tìm ra chiếc túi nào có tiền mặt thôi. Kim biết rằng chỉ một trong những thông điệp được viết trên túi là thật. Trên chiếc túi đầu tiên có ghi "không có tiền ở đây". Trên chiếc túi thứ hai có ghi "không có tiền ở đây". Chiếc túi cuối cùng ghi "tiền ở trong túi thứ hai". Nếu bạn là Kimberly, bạn sẽ chọn túi nào? Bạn nên chọn chiếc túi đầu tiên. Nếu chỉ một trong những manh mối là đúng, thì tiền sẽ ở trong túi đầu tiên. Becca vừa mới về sau chuyến đi 2 tuần tới Ai Cập. Trong chuyến đi của mình, cô ấy đã mua một viên ngọc lục bảo tuyệt đẹp và muốn khoe nó với các bạn của mình. Cô quyết định tổ chức một bữa tiệc chỉ dành cho những người bạn thân nhất của mình thôi. Ngày hôm sau, cô nhận thấy rằng viên ngọc lục bảo đã không cánh mà bay. Becca ngay lập tức quyết định gọi thám tử để giúp cô tìm ra tên trộm. Cô cho anh xem một số bức ảnh cô đã chụp đêm hôm trước. Viên thám tử nhìn lướt qua và đã biết rõ ai là thủ phạm. Bạn cũng xem ảnh đi. Làm thế nào thám tử tìm ra được? Nhìn cô gái đội mũ kìa. Lúc 1 giờ sáng, mũ của cô ấy xẹp lép. Nhưng vào lúc 2 giờ sáng, chiếc mũ của cô đột nhiên trở nên nhọn hoắt, giống hình dạng của viên ngọc lục bảo một cách kỳ lạ. Hẳn là cô ấy rồi. Vào một buổi tối trời mưa nọ, Dylan đang lái xe về nhà. Anh ta đi qua một trạm xe buýt, nơi có 3 người yêu cầu đi nhờ xe. Dylan chỉ có một chỗ ngồi trong xe hơi của mình thôi, nhưng anh ấy thực sự muốn giúp đỡ tất cả. Một, nào hãy cùng tôi giải câu đố này. Amanda rất yêu mèo. Một ngày nọ, cô đến thăm một người quen và nhìn thấy chú mèo Ba Tư đáng yêu của người đó. Amanda hỏi bạn mình xem con mèo bao nhiêu tuổi. Chà, 2 năm nữa, tuổi của Luna sẽ gấp đôi tuổi của nó 5 năm trước. Amanda gật đầu và tiếp tục vuốt ve chú mèo. Bạn có biết chú mèo bao nhiêu tuổi rồi không? Luna 12 tuổi, chú mèo này khá lớn tuổi rồi. 2. Hãy nhìn ba người bạn này, có vẻ như họ đã mắc bẫy. Họ đang bị treo ngược trong không trung với hai chân bị trói. Trên mặt đất, phía dưới cô gái tóc vàng có vài con rắn độc. Phía dưới cô gái tóc đỏ là một ngọn lửa đang cháy, còn phía dưới chàng trai có một vài con bọ cạp. Làm thế nào những người này có thể thoát ra được? Bạn thấy đám mây đen với tia chớp đó không? Trời sắp mưa, nước mưa sẽ dập lửa phía dưới cô gái tóc đỏ. Và nhìn xem, cô ấy có một con dao giấu dưới thắt lưng. Cô ấy có thể cắt dây trói chân mình. Và khi đã thoát được khỏi dây trói, cô ấy có thể giúp đỡ hai người còn lại. 3. Hana tham gia một cuộc thi chạy marathon. Ngay trước vạch đích, cô đã vượt qua người đang chạy ở vị trí thứ hai. Cô rất vui và nghĩ rằng mình sắp thắng. Nhưng sau một vài giây, cô đã trở nên rất thất vọng. Tại sao? Hana vẫn là người giỏi thứ hai. Cô chạy nhanh hơn người thứ hai, chứ không phải người thứ nhất. 4. Olivia là một điệp viên ngầm đang tiến hành một nhiệm vụ. Tại một thời điểm, cô phải vào một căn phòng với những đồ tạo tác cổ xưa. Nhưng để vào trong, cô cần chọn giữa hai cánh cửa. Trước cửa có hai lính gác. Chẳng mấy chốc, Olivia nhận ra rằng một lính gác luôn nói dối và người kia luôn nói sự thật. Đằng sau cánh cửa là căn phòng an toàn, còn cánh cửa kia ẩn chứa mối nguy hiểm khủng khiếp. Olivia chỉ được hỏi lính gác một câu để đoán cô cần đi qua cửa nào. Cô ấy nên hỏi câu gì?
Olivia nên hỏi, nếu tôi hỏi người lính gác kia cửa nào an toàn, anh ấy sẽ nói gì? Cả hai lính gác sẽ chỉ vào cánh cửa ẩn giấu các mối nguy hiểm phía sau. Người lính gác nói dối bởi vì anh ta, chà, luôn luôn nói dối. Và người lính gác nói thật bởi vì đó là điều mà người nói dối sẽ nói với Olivia. Thế nên, cô nàng điệp viên chỉ cần mở cánh cửa còn lại. 5. Lisa làm trợ giảng tại một trường cao đẳng. Một ngày nọ, cô phải trông chừng một nhóm sinh viên làm bài kiểm tra. Lisa biết một số sinh viên sẽ gian lận. Và quả thực, ngay sau khi bài thi bắt đầu, cô gái đã phát hiện ra một người đang gian lận. Đó là ai? Là anh chàng ở cuối lớp, chàng sinh viên viết câu trả lời lên thước kẻ của mình. 6. Bạn có thể chỉ ra chiếc đồng hồ nào là thật và chiếc nào chỉ là đồ chơi không? Chiếc đồng hồ bên trái là một món đồ chơi. Hãy nhìn vào kim phúc, nó quá dài và sẽ không thể đi hết một vòng quanh mặt đồng hồ. 7. Ở một ngôi làng nhỏ, có 4 người bị nghi ngờ là người sói. Một đêm nọ, mọi người trong làng tổ chức họp để xác định ai trong số những người này là quái vật. Đây là mô tả về những nghi phạm. Người này có móng tay dài và sắc nhọn và nổi tiếng có khả năng chạy cực nhanh. Người này có hàm răng dài và sắc nhọn và nổi tiếng là có thể nhìn trong bóng tối. Đây là một người có mái tóc hoang dã, bù xù và được biết đến là người có khả năng nhảy cao. Người này có giọng nói trầm, gầm gừ và được biết đến là người có thể đánh hơi thấy mọi thứ từ rất xa. Bạn có thể chỉ ra ai trong số họ là người sói không? Nghi phạm B là người sói, mô tả về hàm răng dài, sắc nhọn và có thể nhìn trong bóng tối đều là những đặc điểm tiêu biểu của người sói trong thần thoại và văn hóa dân gian. Mặc dù những nghi phạm khác cũng có những đặc điểm khác thường, nhưng chúng không nhất thiết liên quan đến người sói. 8. Joe có một người bạn, Lucas, người chưa bao giờ trả lời trực tiếp bất kỳ câu hỏi nào. Một lần, Joe gửi tin nhắn cho Lucas và mời anh ấy cùng đến quán cà phê với mình và những người bạn chung của cả hai. Câu trả lời của Lucas hơi kỳ lạ. Xin lỗi, không có tiền. Job in job. May mắn thay, Joe hiểu bạn mình đủ rõ để hiểu ý của anh ấy, nhưng bạn có thể giải thích được không? Ý của Lucas là anh ấy không có tiền vì anh ấy in between jobs, có nghĩa là anh ấy đang thất nghiệp. 9. Hãy nhìn đám cưới kỳ lạ này. Bạn nghĩ gì? Tại sao những người sắp kết hôn này lại mang khăn che mặt màu đen? Nhìn kìa, có camera trên tường. Cặp đôi này chắc hẳn muốn che giấu danh tính của họ. 10. Ba người bạn đi dạo trong rừng. Mọi người nói rằng có một phù thủy sống ở đó và ông ta không phải là người tốt bụng, thân thiện. Nhưng những anh chàng của chúng ta không tin những tin đồn này. Mọi người đều biết phép thuật không tồn tại. Đột nhiên, một bức tường lửa chặn đường họ. Nhìn vào những thứ mà những người bạn này có và cố gắng tìm ra xem họ có thể dùng thứ gì để dập lửa. Họ có thể sử dụng cái xô này để mang một ít nước từ vùng nước đó, nhưng nó sẽ không đủ để dập tắt một đám cháy lớn như vậy. Chiếc vòi này vô dụng, không có gì để gắn nó vào. Những người bạn nên chọn chiếc cuốc này và dùng đất để dập lửa. 11. Bạn đang ở trong một khu rừng. Đột nhiên, trời bắt đầu mưa. Bạn nhận thấy một hang động và trốn ở đó. Nhưng ngay khi bạn bước vào bên trong, lối vào phía sau bạn đóng lại. Có 3 đường hầm trước mặt bạn và một trong số đó dẫn bạn ra ngoài. Nhưng đường hầm đầu tiên đầy cá sấu đã không ăn trong 2 năm. Trong đường hầm thứ hai có một con sư tử đói đã không ăn gì trong 2 tuần. Và đường hầm thứ ba dẫn đến một sa mạc nóng bỏng. Bạn nên chọn đường hầm nào?
Bạn nên đợi cho đến khi sa mạc nguội đi vào ban đêm và đi theo đường hầm thứ ba. Với cá sấu, đúng thế, những con vật này thực sự có thể sống mà không cần thức ăn tới 2 năm. Sư tử cũng có thể sống sót trong 2 tuần mà không cần ăn gì. 12. Nhưng trước khi bạn có cơ hội rời khỏi hang, bạn nghe thấy một số tiếng động chói tai. Đó là một trận lở đất, các đường hầm bị bít kín. Nhưng bây giờ bạn thấy ba lối đi khác, một thứ gì đó thở ra lửa. Đợi đã, đó có phải là rồng không? Đang canh giữ lối đi đầu tiên. Trong lối đi thứ hai có hàng trăm cây xương rồng độc mọc ở đó, gai của chúng chứa đầy chất cực độc. Và trong đường hầm thứ ba, bạn có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ của những con sói đang rất đói. Đường hầm nào có thể dẫn bạn đến nơi an toàn? Bạn nên chọn đường hầm có xương rồng, ít nhất chúng không thể di chuyển. Và nếu cẩn thận, bạn có thể đi vòng quanh những cây xương rồng mà không chạm vào gai của chúng.